Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các lực lượng tham gia cứu nạn, đến chiều tối nay 21 tháng 11, việc đắp đập và nắn dòng chảy suối rào trăng đã cơ bản được hoàn thành. Đây là tiền đề quan trọng để từ ngày mai 22 tháng 11, các lực lượng tiến hành tìm kiếm 12 công nhân đang mất tích ở dưới lòng suối rào trăng. Các lực lượng đã hoàn thành con đập cao hơn 3,5m, rộng 5m, dài 15m, cơ bản khóa dòng chảy cũ, hướng nước suối chảy qua dòng chảy mới. Dòng chảy mới được tạo song song với suối rào trăng, có độ sâu 3m, rộng 5m và dài 150m. Lực lượng công binh được giao nhiệm vụ tăng cường cảnh giới, có phương án an toàn cho lực lượng thi công, chuẩn bị phương án hộ đê, đề phòng lượng nước trên nguồn chảy về quá lớn, có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đập thủy điện Alin B1 cũng được yêu cầu đóng hoàn toàn cửa van, cửa nhận nước, chuyển dòng từ huyện A Lưới về huyện Phong Điền cho đến khi có thông báo mới nhằm giảm nguồn nước đổ về suối, rào trăng, phục vụ công tác tìm kiếm.